Đồng giá vé 100k, vui hè rực rỡ, ưu đãi hết cỡ. Đây là thông điệp mà Tropicana Park, công viên nước đầu tiên tại Hồ Tràm, mở cửa giai đoạn 1 để đón khách hàng. Mỗi năm chỉ có một mùa hè duy nhất để vui chơi, để tận hưởng pháng mạng. Còn bây giờ, Văn Học sẽ cùng quý vị quay trở lại với tiến độ xây dựng của NovaWorld Hồ Tràm phân kỳ The Tropicana, trong đó có Tropicana Park. Tropicana Park với tổng quy mô là 17 ha, những hình ảnh đang hoàn thiện hiện nay chỉ là một phần nhỏ trong tổng cái quy mô này nha quý vị. Nên những hình ảnh mà khi hoàn thiện, sau này sẽ đẹp nhức nách thôi. Hiện nay, Tropicana Park thì được quản lý và vận hành bởi Novarim, hứa hẹn sẽ mang đến một không gian trải nghiệm, giải trí hoàn toàn mới lạ, là một cái địa điểm khám phá hấp dẫn tại NovaWorld Hồ Tràm. Để quý vị có một cái khoảng thời gian vui chơi, trải nghiệm trọn vẹn tại Tropicana Park, thì nhân viên và cứu hộ tại công viên luôn chăm chỉ, cẩn thận vệ sinh sạch sẽ khuôn viên vào mỗi buổi sáng trước khi giờ mở cửa. Đó cũng chính là một việc ưu tiên hàng đầu của Tropicana Park với mong muốn mang đến một không gian công viên nước xanh mát, sạch sẽ và an toàn cho mọi du khách khi đến vui chơi. Hiện nay chất lượng cuộc sống ngày càng tốt nên yêu cầu về một cái không gian sống cũng như một cái không gian vui chơi giải trí thì ngày càng cao. Nên việc sở hữu một cái ngôi nhà mà ngay cạnh những cái điểm vui chơi này không chỉ giúp cho quý vị có thêm những cái khoảng không gian yêu thương vui vẻ bên gia đình mà những đứa nhỏ của quý vị cũng sẽ có nhiều cái trải nghiệm sống hơn thay vì chỉ có TV với iPad. Phần lớn hiện nay những đứa trẻ đi du lịch cùng cha mẹ cũng không có những không gian riêng của chúng vì người lớn nhu cầu khác, trẻ em có nhu cầu khác nên rất là thiệt thòi. Hãy để cho trẻ được sống đúng với độ tuổi của mình, được vui chơi, được kết nối với những đứa trẻ khác, được thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Và hy vọng Tropicana Park sẽ sớm hoàn thiện các cái giai đoạn còn lại, mọi người có thể đến đây vui chơi và sử dụng dịch vụ tốt nhất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Và bây giờ Văn Học sẽ cùng quý vị đi xem hình ảnh đang xây dựng của phân kỳ The Tropicana. Những hình ảnh tiếp theo Văn Học sẽ giới thiệu với quý vị là hình ảnh nằm ở khu 4, khu 5 và khu 6. Khu vực này được bao bọc bởi rừng bình châu Phúc Bửu nên điều đầu tiên cảm nhận đó chính là không khí rất là mát mẻ. Kết hợp với những cái kênh đào lagoon tại đây sẽ rất là ưng ý cho quý vị khi sở hữu một căn nhà tại đây. Đặc biệt cái giá sản phẩm ở đây cũng rất là mềm quý vị. Vào thời điểm hiện tại khi Văn Học làm video này thì giá khoảng dưới 6 tỷ là quý vị có thể sở hữu được một căn nhà vườn sinh thái tại đây được nha quý vị. Những cái khu vực này cũng rất là dễ dàng kết nối đến khu vui chơi Tropicana Park để khách hàng có thể thuận tiện trong việc lưu trú cũng như di chuyển. Bữa có khách hàng đã mua cái sản phẩm tại đây nhưng mà không biết cái vị trí thực tế nhà ở đâu. Thì Văn Học có làm video này và trên cái mã căn của quý vị đó là 6610 á thì nó sẽ nằm ở đây nha quý vị. Còn thực tế nó như thế nào thì trên hình ảnh quý vị cũng đã thấy rồi đó, đang có cào đất để làm móng thôi. Có một số cái vị trí căn biệt thự tại đây, những căn biệt thự đơn lập cũng như một số căn biệt thự song lập á thì hiện nay cũng đang có làm rất là nhiều nha quý vị. Thì nhiều đây thì cũng chỉ là làm móng thôi nha quý vị. Tại vì khu này được bàn giao vào khoảng tháng 8 năm 2023 cho nên hiện giờ làm như vậy là cũng rất là ok rồi nha quý vị. Ngoài ra thì cũng có một số căn có thể gọi là dinh thự ở khu Hồ Lagoon á thì hiện nay cũng đã làm gần như gọi là hoàn thiện xong cái mặt ngoài nữa quý vị. Đây là một trong những hai cái hồ rất là đẹp. Hồ này sẽ là cung cấp nước và quý vị thấy không? Có hai cái màu sắc nước hiện nay mà khi quý vị nhìn trên hình ảnh đó. Một chỗ là cái hồ nước tự nhiên đó hiện nay cũng có thể là đang có xử lý nước. Với một vị trí dòng nước ở phía dưới á thì nước đó hiện nay cũng đang có làm cho nên là nó chưa có được trong sạch đâu. Thì sắp tới khi hoàn thiện tất cả các cái kết nối này này, nước sẽ được xử lý qua để khi quý vị xuống đây cũng rất là đảm bảo an toàn. Liên kề của nó là những cái căn biệt thự song lập có cái hồ lagoon thì quý vị cũng trông thấy đó. Hiện nay nó cũng đang làm được rất là nhiều rồi. Hiện nay thì khu này cũng chưa có những cái căn nào được bàn giao hết quý vị ạ. Có thể một số căn thì đã xây xong rồi nhưng mà cũng chưa có bàn giao. Cho nên là từ từ thôi, những cái sản phẩm này khi được hình thành lên nó tạo nên một cái bộ mặt đồng bộ hơn. Những cái sản phẩm tại đây nó lên được nhiều màu sắc hơn á thì khi quý vị xuống đây này, quý vị sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi rất là lớn cũng như quý vị sẽ mong muốn sở hữu những cái sản phẩm tại đây nó còn mãnh liệt hơn nữa nha quý vị. Quý vị thấy phía sau không? Nguyên một cái mảng rừng bình châu Phúc Bửu này, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ xanh. Và quý vị biết đó, ở đâu thì ở thôi. Có một cái mảng xanh mà mảng xanh của rừng bình châu Phúc Bửu nữa thì quý vị nghĩ thế nào? Gọi là oxy kim cương nha quý vị. Rừng này là có quy mô là tới 11.293 ha quý vị, lớn cực kỳ luôn. Cho nên là quý vị không thể tìm được một cái ngôi nhà mà ở một cái vị trí nào mà có thể là nhiều cái mảng xanh như vậy đâu quý vị ạ. Rừng đây là cung cấp oxy này, lọc không khí này. Nói chung là nó sẽ có rất là nhiều cái tác dụng nha quý vị. Nhưng mà mục đích cuối cùng của tác dụng nó là tốt cho sức khỏe, tốt cho quý vị, tốt cho những cái chủ nhân sở hữu những sản phẩm ở đây. Khi thấy một cái sản phẩm được hình thành lên và quý vị cũng khá là ưng ý rồi. Tuy nhiên vào cái thời điểm hiện nay để quý vị mua cái sản phẩm mà trực tiếp hàng để chủ đầu tư thì hiện nay cũng không còn nhiều nha quý vị. Nên quý vị nào mà muốn có một cái lịch thanh toán mà tốt mà mua trực tiếp từ chủ đầu tư thì quý vị liên hệ sớm để sở hữu những cái sản phẩm đấy nha quý vị. Còn quý vị mà có cái dòng tiền tốt hơn thì quý vị vẫn có thể tìm mua lại của những cái người mua trước nha quý vị. Cũng sẽ có những cái vị trí ưng ý cho quý vị lựa chọn. Hình ảnh từ đây thì thực tế là do bay trên cao nhưng Văn Học vẫn không thể thể hiện hết được cái vẻ đẹp của nó quý vị ạ.
Nếu mà thực sự mà khi quý vị đến đây mà quý vị di chuyển bằng xe điện á, qua các cái khu này thôi á, thì quý vị sẽ nhìn thấy một cái gọi là một cái không gian nó cực kỳ đẹp nha quý vị. Mặc dù nó chưa hình thành lên hết đâu, nhưng mà tại vì khi mình đi dưới thấp á thì sẽ có rất nhiều cái mảng xanh cũng như những cái mẫu mã nhà, những cái thiết kế nó được chi tiết hơn á, quý vị sẽ thấy nó đẹp hơn. Còn bay trên cao này hầu như là quý vị sẽ thấy phần lớn là bê tông, cho nên là cái vẻ đẹp của nó đã có thể gọi là mất đi 70% rồi quý vị. Thì như Văn Học đã từng chia sẻ với quý vị hồi nãy đó, có những cái căn biệt thự tại đây đã được xây xong rồi á, nó có khoảng hơn 20 căn nữa quý vị. Hiện nay những cái căn này cũng đã được hoàn thiện mặt ngoài rồi. Đây cũng là một trong những cái điểm để khách hàng đến đây, khách hàng có thể check in chèo thuyền kayak nha quý vị. Thì đây là một cái phần nhỏ trong một cái cụm mà khu 3, khu 4 và khu 5 này thôi. Và kế bên cái khu này chính là cái khu công viên Chopina Park nha quý vị. Còn bây giờ Văn Học sẽ cùng quý vị đi đến với hình ảnh tiếp theo. Hình ảnh này nó sẽ nằm ở đâu? Đây là phần khu 3. Khu 3 là những sản phẩm biệt thự đồi, có một số dòng sản phẩm là nhìn được biển nha quý vị. Ví dụ những căn đầu tiên này này, đó là quý vị sẽ nhìn ra được phía biển phía ngoài nha quý vị. Còn những căn phía trên thì có thể là sẽ bị chắn, hoặc là những căn nào ở phía cao nhất á, thì vẫn có thể được nhìn ra biển nha quý vị. Thì sản phẩm khu 3 này cũng sẽ được bàn giao vào giai đoạn cuối năm 2022, nên hiện nay cái tiến độ xây dựng ở đây cũng khá là tốt nha quý vị. Các cái khu vực xây dựng này, clubhouse này thì hiện nay cũng đang có làm hết rồi nha quý vị. Nên quý vị nào mà sở hữu những cái sản phẩm tại đây thì cũng sớm thôi quý vị sẽ được nhận nhà. Và quý vị chuẩn bị tài chính nhé, để đến cuối năm là quý vị có thể nhận nhà và chúng ta vô làm hoàn thiện nội thất luôn nha quý vị nhé. Thì sau những cái hình ảnh ở khu 3 này, những cái sản phẩm mới đang xây này, thì Văn Học sẽ tiếp tục quý vị đi đến với cái hình ảnh tiếp theo là hình ảnh của shop house trên đường biển nha quý vị. Những căn shop house hiện nay cũng đang trong quá trình để lắp ráp những cái thương hiệu của Nova F&B vô nha quý vị, Nova Civic vô nhé. Để quý vị sau này khi đến đây quý vị sẽ có những cái điểm để gọi là gì nhỉ, điểm để xài tiền nha quý vị. Đó, hầu như là khi quý vị đi du lịch á, thì thông thường là chúng ta sẽ rất là mạnh tay để chi tiêu, cho nên là những cái cung đường này phía tay trái và tay phải chúng ta sẽ là nơi để chúng ta xài tiền đó quý vị. Quý vị muốn ăn uống có ăn uống, quý vị muốn mua sắm có mua sắm, mà quý vị muốn vui chơi giải trí thì có giải trí. Thì mục đích là gì? Chúng ta kiếm tiền ra thì chúng ta sử dụng nó để chúng ta có cảm thấy vui hơn, chúng ta có thể tái tạo năng lượng được nhiều hơn, và về chúng ta lại tiếp tục chúng ta lại kiếm tiền. Rồi cuối cùng là cũng chỉ đi kiếm tiền và vui chơi và sử dụng thôi quý vị. Ông nói vui thôi, thực ra là kiếm tiền thì mỗi người sẽ có những cái mục đích khác nhau. Có những người làm này, có những người làm cái kia, có những người cho đi, có những người để mục đích để có thể nhận thêm về, thì tùy mỗi người thôi. Nhưng mục đích cuối cùng là gì? Là chúng ta sẽ nâng tầm cái cuộc sống chúng ta lên, cho một cuộc sống tốt hơn. Cũng như là việc phát triển những cái dự án này á, thì cũng sẽ mang đến rất là nhiều cái nguồn lợi cho tỉnh, cũng như là tạo ra một cái lượng lớn công ăn việc làm dành cho tất cả cái người dân ở đây nha quý vị. Vì khi một cái dự án vận hành thì sẽ cần cực kỳ nhiều nhân công nha quý vị. Nhân công đây để phục vụ, để vận hành, để khai thác cho tất cả các cái dự án này. Theo thống kê là 30 km từ Lộc An đến Bình Châu á, hiện nay có rất là nhiều khu resort cũng như là những cái khu nghỉ dưỡng khác. Tuy nhiên hiện nay hầu như khách hàng đến đó phần lớn là chỉ đến đó ngủ nghỉ, rồi chúng ta đi ăn, rồi chúng ta trả phòng và chúng ta đi về. Thực sự đó là cũng là một trong những cái điều mà nhiều khách hàng cũng thích, họ thích chỉ cần vậy thôi, đến biển rồi xong rồi ăn uống rồi ra tắm biển xíu rồi họ đi về, vậy là họ cảm thấy vui rồi. Tuy nhiên thực sự là cái nhu cầu con người thì không bao giờ dừng ở lại đó quý vị ạ. Thì đó là lý do tại sao mà Nova World Tràm họ sẽ tạo ra như gọi là những cái điểm đến đó quý vị, những cái công viên giải trí như Chopina Park này này, mục đích là để quý vị đến, quý vị có nhiều cái sự lựa chọn hơn khi quý vị đến đây để nghỉ dưỡng. Không những khi quý vị không thích quý vị ra ngoài thì quý vị có thể ở trong phòng, tuy nhiên là có thể là những người khác họ sẽ thích những cái hoạt động ngoài trời nhiều hơn, họ thích được khám phá nhiều hơn, thì cái việc mà đến với những cái địa điểm mà có nhiều cái nơi vui chơi giải trí như Nova World Hồ Tràm này sẽ rất là phù hợp với rất rất là nhiều khách hàng nha quý vị. Đi qua cái phân khu shop house trục đường biển rồi thì Văn Học sẽ cùng quý vị đi đến với hình ảnh của khu biển The Tropicana nha quý vị. Sẽ có rất nhiều khách hàng quan tâm những sản phẩm mà biệt thự biển tại đây, cũng như là những cái tiện ích tại đây thì hiện nay nó đang làm những cái gì rồi. Thì quý vị có thể thấy trên màn hình chúng ta thì phần lớn các cái sản phẩm tại đây gần như đã hoàn thiện cái mặt ngoài nha quý vị. Thực sự là những cái sản phẩm mà trực diện biển trông rất là ấn tượng nha quý vị. Ước gì Văn Học cũng có một cái ngôi nhà trực diện biển như vậy. Tuy nhiên thì giá trị nó khá là cao và nó chỉ dành cho những khách hàng nào mà thực sự là tài chính tốt thôi quý vị ạ. Còn làng nhàng thì nghĩ là thôi mình lựa chọn bên trong cho nó mềm. Và tay trái chúng ta là con cá mập nha quý vị, con cá mập rất là ấn tượng, mỏ há ra biển. Và phía dưới cũng là một trong những cái nhà hàng hiện nay cũng đang có xây dựng của Nova World nha quý vị. Còn giữa màn hình chúng ta chính là khách sạn Emery nha quý vị.
Khách sạn này thì gần như gọi là đang có làm cái mặt ngoài cũng gần như là xong rồi quý vị. Và phần cuối là Văn Học sẽ cùng quý vị đi đến với hợp phần mở rộng của The Tropicana. Phần này gọi là Happy Beach Villa nha quý vị. Gọi là ngôi nhà hạnh phúc hay biệt thự hạnh phúc cái gì gì đó thì miễn sao nó hạnh phúc là được quý vị ạ. Thì đây là một trong những dòng sản phẩm Văn Học đã từng giới thiệu với quý vị á. Nó rất là ấn tượng bởi cái thiết kế của nó. Thiết kế rất là đẹp nha quý vị. Nhà hầu như là sử dụng ánh sáng trước sau đều rất là thoáng, tại vì mặt trước và mặt sau đều sử dụng chất liệu kính cho nên là cực kỳ thoáng và mát thôi quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây, cái việc mà sau này quý vị sở hữu đây này, việc mà mình khai thác cho thuê này, nó còn ấn tượng hơn rất là nhiều quý vị ạ. Đây là một cái dòng sản phẩm mà có thể gọi là ấn tượng nhất mà Văn Học đã từng bán, đó là một trệt hai lầu ba chìa khóa. Quý vị thấy đó, ở giữa hai ngôi nhà đều có lối đi riêng đó. Thì cái mục đích cái lối đi riêng này là gì? Một ngôi nhà nó sẽ là một trệt hai lầu và ba phòng nha quý vị. Thì hai cái phòng bên trên á thì chúng ta đều có lối đi riêng và sẽ không ảnh hưởng đến cái phòng còn lại. Đó, và việc mà di chuyển nó cũng thuận lợi như vậy thì việc mà khai thác cho thuê thì cũng sẽ rất là thoải mái. Có rất nhiều khách hàng họ vừa mong muốn mình có một ngôi nhà tại đây mình vừa ở mà còn cái thời gian rảnh thì mình cho thuê. Nhưng mà nhiều lúc á, vào cái thời điểm mà cao điểm á, họ cũng chủ nhà họ cũng muốn là cái người mà họ được sử dụng cái ngôi nhà đó, thì thông thường thì họ cho thuê thì nó lại không còn cái nơi để họ có thể lưu trú nữa. Thì cái dòng sản phẩm này nó sẽ đáp ứng được điều đó luôn. Họ có thể giữ lại một cái căn phòng ở dưới tầng trệt để họ có thể sử dụng dành cho cả gia đình. Đây có thể gọi là một phòng lớn. Còn hai phòng bên trên họ có thể cho thuê một cách dễ dàng luôn. Một người, hai người hay là bốn người họ vẫn có thể cho thuê được cái điều đó. Cho nên rất là thuận lợi cho thuê. Và cái giá bán hiện nay Văn Học chia sẻ với quý vị là giá ở đây là cực kỳ mềm nha quý vị. Chỉ cần hơn 8 tỷ thôi là quý vị có thể sở hữu được một căn nhà phố ngay tại đây rồi quý vị ạ. Và giá này thì cũng đang trong cái giai đoạn mà cơ hội thôi quý vị ạ. Nó không có chênh lệch nhiều đâu. Cho nên là khi mà Tropicana Bắc nó hoàn thiện các cái giai đoạn phía sau này này, các cái tiện ích mà trục đường biển nó lên hết rồi này, thì sẽ đón một lượng lớn khách hàng về đây là cực kỳ nhiều luôn. Cho nên là sau này việc mà khai thác cho thuê tại đây ấy, cũng rất là thuận lợi đúng quý vị ạ. Chưa kể sau này Nova nó còn ra mắt những cái ứng dụng thêm để hỗ trợ cho quý vị khai thác cho thuê nữa. Cho nên là việc cho thuê của quý vị á thì sẽ rất là thuận lợi và giá trị bất động sản của quý vị sẽ gia tăng rất là lớn nha quý vị. Nên quý vị nào quan tâm yêu thích thì hãy gọi ngay Văn Học theo số hotline 0909 331 999 để Văn Học có thể chia sẻ với quý vị những cái cơ hội sở hữu những dòng sản phẩm này. Văn Học cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.